Tình trạng người dân vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt vẫn còn diễn ra trên tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Thực tế này đặt ra yêu cầu đối với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có tuyến đường sắt đi qua cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường sắt, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng đi qua huyện Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương, Thanh Hà và huyện Kim Thành dài gần 48 km. Dọc tuyến cùng với 33 đường ngang có người gác, đường ngang cảnh báo tự động và có cần chắn tự động vẫn tồn tại 170 lối đi tự mở, chủ yếu là huyện Kim Thành có tới 132 lối. Đây là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường sắt. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong năm 2022, trên tuyến đường sắt này xảy ra 11 vụ tai nạn, làm 7 người chết, 3 người bị thương. Tính từ đầu năm đến nay xảy ra 3 vụ tai nạn đường sắt làm 2 người chết, 1 người bị thương. Điển hình là vụ tai nạn xảy ra sáng ngày 15 tháng 3 này ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành. Do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát khi vượt qua lối đi tự mở, đúng lúc tàu khách hướng Hà Nội Hải Phòng chạy tới. Hậu quả khiến người điều khiển xe máy bị thương, người ngồi sau tử vong. Chủ yếu các vụ tai nạn giao thông đường sắt, theo thống kê là người không phải địa phương nơi đường sắt đi qua mà tập trung ở các địa phương khác. Song song với việc xây dựng đường gom và xóa lối đi tự mở thì chúng tôi sẽ khảo sát những cái địa điểm nào mà có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. Chúng tôi sẽ kiến nghị chính quyền để xử lý, thu hẹp và tiến tới là xóa bỏ lối đi tự mở. Các vụ tai nạn đường sắt xảy ra là do còn tồn tại quá nhiều lối đi do người dân sinh sống ven đường sắt Hà Nội-Hải Phòng tự mở. Đa số người bị tai nạn là ở địa phương khác đến, không nắm rõ giờ tàu chạy qua. Và hơn nữa, đường sắt Hà Nội-Hải Phòng chạy song song với quốc lộ 5, người tham gia giao thông không phân biệt được còi xe ô tô chạy trên quốc lộ 5 với còi tàu khi có tàu chạy tới, dẫn đến bị tai nạn. Đường ô tô và tàu nó đi thì sẽ không phân biệt được rõ đâu là tiếng tàu, đâu là tiếng xe. Thì nhất là rất là hay bị tai nạn cái như thế, mà hơn nữa là bây giờ chúng tôi là ở gần đường sắt, nhưng chúng tôi rất là sợ, cũng mong mỏi là làm sao mà nhà nước, cục giao thông đường bộ và đường sắt làm sao nhà nước phải để ý đến, trông nom đến mà quan tâm đến dân, để mở một cái đường gom mà phải mở ngay để cho dân khỏi phải tai nạn xảy ra. Để giảm tai nạn, các địa phương cần tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Các ngành chức năng khẩn trương xây dựng hệ thống đường gom và hàng rào chắn dọc tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, kết hợp bố trí lối sang đường hợp lý. Đến năm 2025 phải hoàn thành xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở theo quyết định số 358 ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để mà giảm thiểu các cái tai nạn xảy ra trên các cái lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì về phía ngành đường sắt cũng nói chung cũng như là công ty cổ phần đường sắt Hà Hải nói riêng thì cũng đề xuất kiến nghị với cả Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương là khẩn trương đẩy nhanh cái thực hiện quyết định 358 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các cái hệ thống đường gom để xóa bỏ các cái lối đi tự mở để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Chính quyền các địa phương có tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng đi qua, nhất là địa bàn huyện Kim Thành, cần thường xuyên phối hợp với ngành đường sắt hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đi đôi với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ đường sắt.